Em chẳng là ai nếu như anh không còn bên em. Những cơn mưa luôn bay về phía em ngồi, và cô đơn giây phút ấy mới thật là em. Có mong manh như là anh nghĩ không anh, giấu bên trong riêng cho từng phút đợi chờ. Vì em biết, vì em biết một ngày anh sẽ ra đi. Bầu trời xanh quá lớn lao, vòng tay em bé nhỏ. Và anh hãy mang theo ngày xưa yêu dấu, biết đâu thời gian giữ cho ngọt ngào đọng lại. Dù tình yêu giây phút ấy có trở lại đâu, những thay ngang cho một ngày mới vang lên. Chuyến xe đến qua không đợi ánh mặt trời, chỉ thời gian và bóng tối đi cùng. Hai đứa nghe chú dặn nè. Đi đi đi. Dạ chú dặn tụi con gì vậy? Chú thì... Mày vừa làm vừa nghe cũng được rồi. Chạy lại đây chuyện cho nó bắt công. Dạ. Mà thôi. Dạ. Đứng lại đi. Chú có ông chuyện đi mấy bữa. Hai đứa ở nhà phải chăm sóc cái dừa. À không, chăm sóc cái trung tâm thu mua vật liệu sau sử dụng. Dạ. Dạ. Đồ đạc phải sắp xếp cho gọn gàng, không được để bừa bãi nghe chưa? Dạ, chú an tâm. Nhất là phải nhớ cái phương châm trong sạch của trung tâm mình là cái gì. À, con biết rồi. Ông chủ, đây là trung tâm mua đồ phế thải. Ừ. Không mua đồ ăn cắp. Tốt. À. Dạ. Một lát nữa, bà chính có tới á, nhớ cẩn rộng cho bà một chút nha. Dạ. Dạ, dạ. Làm việc á, phải có tâm. Người ta già, yếu mà vẫn làm lụng vất vả để nuôi con mình đi học. Chú lại ca tiếp kìa. Đã lỡ giúp á, là phải giúp cho tới cùng. Con bà đó cũng sắp tốt nghiệp đại học rồi, còn mấy tháng nữa thôi là coi như nó mở ra con tương lai tươi sáng cho nó. Hiểu chưa? Chú nói vậy tụi bay có... Ê, hồi nãy giờ tao nói tụi bay có nghe rõ không vậy? Hả? Dạ có. Có. Mà bữa nào chú cũng nói vậy. Ông chủ ơi, kể chuyện gì mới mới chút ông chủ ơi, ngày nào cũng nghe hết trơn. Chuyện gì mà mới vậy? Dạ. Ví dụ như là bữa nay chú ăn cái gì, chú làm cái gì. À. Chú khai thiệt, bữa nay chú làm gì, chú bận đồ mới. Chà, mới phát hiện nha. Bữa nay mới thiệt, đẹp thiệt ông chủ ơi. Tao về thăm nhà vợ sắp cưới. Vậy hả? Ông chủ, ông chủ, cổ bao nhiêu tuổi trăng tròn rồi ông chủ? Một trăng tròn gấp rưỡi thôi. Wow. Ôi, viên ngọc lung linh của lòng anh. Chuyến đi này coi như là giúp cho cái mối quan hệ của chúng ta càng ngày càng thêm chặt.
Nhìn gì vậy? Làm việc đi. Dạ, nó làm việc. Nè, anh không đồng ý cái cách em ăn uống học hành như vậy đâu nghe. Em mà cứ cái tính như vậy có ngày á. Dạ, em biết rồi. Hôm qua em mới nghe mẹ ca bài ca Đau Bao Tử. Cái này á, em ăn xong dọn liền à. Tôi Mạnh đây. Trời ơi, anh lịch sự quá à. Điện thoại hiện tên là em biết anh rồi. Có gì không anh Mạnh? Tôi định gọi Ngọc để hỏi chút chuyện. Ngọc có quen ai tên Sơn không? Dạ không. Có gì không anh? Tôi hỏi thử coi Ngọc có biết không đó mà. Hình như là bạn của Phương. Mà tôi thấy tên lạ quá. Vậy chắc là người quen của ông Phương á. Nhỏ này nó hay giúp người này người kia lắm. Cho nên là người quen nó đông lắm anh ơi. Vậy hả? Cảm ơn Ngọc nha. Tôi tính hỏi Ngọc có chút chuyện vậy thôi mà. Chào Ngọc. Anh ơi, có ai gọi con nè. Đưa cho má. Alo. Anh hả? Em rảnh không? Anh hỏi chút chuyện nghe. Sao anh? Em có biết ai tên Sơn, hình như là người quen của Phương á. Sơn hả? Hình như em biết á. Em về quê chắc vui lắm hả? Vui gì đâu anh ơi. Đi đi về về có nhiều đó à. Chán thấy mồ. Làm sao mà chán bằng anh được? Suốt ngày cứ hội thảo hội họp. Bây giờ muốn tìm một chỗ thoải mái để thư giãn mà cũng đâu có đâu. Trời, làm giáo sư mà cũng khổ vậy đó hả anh? Trời đất ơi, anh mới là thạc sĩ thôi đã khổ như vậy rồi. Em phong anh làm giáo sư á, anh còn khổ hơn nữa đó. Thạc sĩ gì anh ơi, em không hiểu đâu. Anh nói giáo sư đi cho em dễ hiểu. À, anh Mạnh. Hay là anh về quê em chơi đi. Có chỗ cho anh nghỉ xe hơi thoải mái luôn á. Vậy có được không? Anh chỉ sợ là làm phiền ánh với lại gia đình. Trời ơi, được, được, không có sao hết trơn á. Anh về em mừng muốn chết luôn chứ đó mà, sợ gì? Với lại em cũng có một chuyện muốn nhờ anh. Vậy hả? Vậy anh đi liền, em chỉ đường cho anh nha. Vậy anh ra bến xe miền Tây. Rồi anh mua vé về Vĩnh Long. Rồi anh về tới Vĩnh Long á, thì anh alo cho em. Rồi em sẽ chỉ đường cụ thể cho anh về nhà em nha. Ok, hẹn gặp em tối nay. Khoan, khi nào anh về gần tới hết nhớ gọi cho em nha. Ừ, anh biết rồi. Bye. Vậy chào anh. Yeah. Anh nè, má. Ai gọi mà vui vậy má. Con? Con để tương lai của má thay đổi phút 89 rồi má ơi. Ủa vậy là làm sao? Là anh sẽ về đây chiều nay ra mắt má. Vậy hả? Dạ. Thiệt hả? Trời ơi, má mừng quá. Vậy để má vô dọn dẹp nhà cửa cái đã. Dạ, dạ. Thôi chú đi nha. Hai đứa ở nhà làm việc cho đàng hoàng đó. Dạ. Chú lên đường mạnh khỏe nha chú. Mà nhớ là đi sớm phải về sớm nghe chú. Ông chủ mà ra đi á thì nhất định phải mang thắng lợi về nha ông chủ. Tụi con tin tưởng ông chủ á. Yên chí đi, chú sẽ mang thắng lợi về mà. Đi ha. Dạ. Alo. Alo anh Tèo hả? Em Ngọc Ánh nè. Anh sắp ra tới bến xe mua vé vậy rồi. Anh Tèo ơi, giờ em không có ở nhà nữa. Em xin lỗi anh nha.
Ủa vậy là sao? Ờ thì bữa khác anh xuống đi. Vậy nha, em cúp máy nha. Cái gì vậy? Nhưng mà alo, alo. Nhìn cái gì? Làm nó làm đi, nhìn cái gì? Dạ. Em nhìn đi. Nhìn cái gì? Dùng đi, toàn là đồ phế liệu không mà. Bữa này bữa khác là sao? Má. Chú gì? Tao đóng nó cỡ ra mày. Làm gì đi. Mày nhìn gì? Chị Ngọc, mở rộng địa bàn cái coi. Làm gì có một chỗ lao tới lao lui hoài vậy? Ê, muốn chết à? Lao dọn hoài chi cho nó mệt. Tốn vẽ, tốn nước, tốn xà phòng. Vậy chứ đó ai nói là tiệm càng ế thì phải càng sửa soạn. Mặt tiền đẹp thì khách mới đông mà. Người ta nói á, là nói đàn bà con gái trong cái tiệm này nè, chứ phải nói cái tiệm đâu cô. Vậy em khỏi phải lao nữa nghe chị. Mà cái kiểu này á, chắc kiếm thêm vài đứa độc thân nữa về chịu chung cái cảnh ế để cho nó vui. Chị mà tuyển nữa, lỡ trúng mấy đứa có nơi có chốn rồi, tới lúc đó ế một mình chị ôm, chị càng tủi thân á. Ừ, thì tại vì cái số tao vậy thì tao phải chịu thôi. Nhưng mà cái tiệm này không có bỏ được. Cứ nhìn cái cảnh vắng que vậy á, chị buồn quá à. Chị nói đúng á. Em với con Ánh hết bận chuyện này tới bận chuyện kia, con mình chị cũng buồn thiệt. Lỡ như mà tiệm có khách, một mình làm cũng không xuể ha. Trời đất ơi, nhỏ này, có khách mà nó kêu lỡ. Em á, cái miệng em là linh lắm đó nha. Em nói vậy á, rồi lỡ khách vô có mấy móng là tịch luôn rồi sao? Nếu vậy chị yên tâm đi, em sẽ kêu họ hàng của em sống xung quanh đây nè làm khách của chị. Kêu gia đình anh Mạnh tới luôn được không? Chết cha. Trời ơi, chị á, chị ở với em riết á, rồi chị lây luôn cái tính hay quên của em à. Hồi sáng á, thằng Mạnh á, nó có gọi điện cho chị, nó hỏi chị á, chị có biết thằng Sơn hay thằng Sang gì đó mà bạn của em không, quen với em á? Anh Sơn. Ừ. Tiêu em rồi. Có khi nào anh nghĩ. Sao? Chuyện gì? Hôm qua má của anh Mạnh gọi điện thoại cho em, kêu em qua bên nhà ăn chè. Xong cái anh Sơn mới gọi điện thoại cho em, nói á là muốn gặp em để đổi điện thoại. Vậy là em quên qua ăn chè luôn. Rồi cái anh Mạnh mới gọi điện thoại cho em, xong rồi cái anh Sơn mới bắt máy. Chết cha rồi. Nhưng mà thằng Sơn là thằng nào? Sơn là giám đốc công ty, là chủ cái điện thoại em đang giữ nè. Anh nói á, là điện thoại của công ty, cho nên anh có quyền bắt máy. À, như vậy có nghĩa là em. Dạ. Đi gặp thằng Sơn để nói chuyện. Dạ. Rồi thằng Mạnh á, nó lại nghe thằng Sơn bắt điện thoại của em. Dạ. Cho nên là thằng Mạnh á, nó... Em không biết là anh có nghĩ giống chị không. Mà chị nghĩ gì vậy? Đây là một ca tình ngay lý gian điển hình. Chị suy nghĩ giống em rồi. Chết rồi. Thank you.
Con chào chú. Ừ. Dạ mời chú ngồi. Sơn à. Dạ. Tối hôm qua con có gặp con Quỳnh không? Dạ tụi con có gặp nhau một chút xíu. Rốt cuộc là hai đứa nói chuyện gì? Tối hôm qua khi nó về tới nhà, chú thấy hai mắt nó sưng lên, rồi nó vô phòng nó đóng cửa. Ăn cũng không ăn, uống cũng không uống, nói cũng không nói. Vậy là sao? Sáng nay nó cũng không đi làm nữa. Dạ thưa chú, chuyện như thế này. Hôm qua con đi gặp cô gái mà đang giữ điện thoại của cô Vi. Rồi sau đó Quỳnh nhìn thấy được, rồi nghĩ lung tung. Chắc là không có chuyện gì đâu chú. Cũng chính vì cái điện thoại đó mà hợp đồng giữa mình và công ty Hưng Thịnh sắp bị đổ vỡ, phải không? Dạ thật ra là... Chuyện đơn giản như vậy mà con cũng không giải quyết được hay sao? Làm ảnh hưởng tới việc công và việc tư. Dạ thưa chú, cái điện thoại thì con lấy lại được rồi. Nhưng mà cô ấy nói cần cái sim điện thoại của mình để liên lạc cái chuyện gì đó rất là quan trọng. Còn tất cả tin nhắn của đối tác á, cô ấy sẽ chuyển cho con. Sao lại rắc rối như vậy? Chuyện này không tin tưởng được đâu con à. Chú đã yêu cầu là con phải tuyển một thư ký mới gấp và trao điện thoại cho cô ấy. Không có lằng nhằng. Dạ con biết rồi thưa chú. Nhớ lời chú dặn nghe chưa? Dạ. Thúy Vinh hả? Dạ em nghe. Cô tuyển giùm tôi thư ký mới ngày hôm nay nha. Vậy nha. Dạ. Trời đất ơi, sống vô trỏng coi dọn dẹp đi. Ngồi đây hoài bộ dọn mặt tôi cho nó mòn luôn hay sao vậy trời? Phòng mới dọn, dọn hoài mòn phòng bây giờ. Đi vô trong nhà đi. Muốn dọn hay muốn ngủ gì cũng được. Ngồi đây chia cho cả đống, tao nhìn vô tao biết mình ế. Hiểu không? Ờ. À, chào em. Dạ chào chị. Em mới tới đây lần đầu phải không? Dạ không, em tới xin việc đó chị. À vậy hả? À, qua đây ngồi đi em. Em mà tìm tới chỗ này là đúng ngay chỗ massage luôn rồi đó. Tiệm của chị là có 102 đó nha. Công việc của mình sao vậy chị? Thì massage chứ làm sao. Ở đây là massage đàng hoàng lắm, không có làm tào lao đâu. Em mà đi một chục chỗ massage là bậy bạ một chục rưỡi luôn rồi. Cho nên á, làm massage chân chính là phải tới chỗ của chị. Dạ, dạ, vậy hả chị? Ừ, em tới đây em làm là em không có sợ bị khách đòi hỏi cái này cái kia. Với lại em biết sao không, mấy nhân viên cũ của chị kinh nghiệm dữ lắm. Chỉ cần chỉ cho em mấy bữa thôi là tay nghề của em lên cao liền. Còn lương của mình sao vậy chị? Lương một tháng thử việc chị trả em 2 triệu. Còn nếu mà khách có bo thì chị cho em lấy. Vậy hả chị? Sao em thấy sao? Bữa nay em đi làm luôn được chưa? Dạ, dạ thôi. Để em suy nghĩ lại. Dạ em chào chị. Trời đất ơi, đi làm massage mà đâu phải đi cào lá mít để mà đòi lương cho nhiều. Ai không muốn lương cho cao? Muốn sống tử tế đàng hoàng phải suy nghĩ mất nhiều thời gian vậy sao? Toàn là cái thứ trời ơi đất hỡi gì vô ám không à.
quen cũng trong chiều mưa rơi rơi rất lâu. Rồi hôm sau khi mưa ngừng rơi, là em biết có anh trong đời. Nồng nàn anh yêu sẽ tới ấm trong vòng tay, ôi sao thiết tha. Người yêu hỡi, có lúc mình hờn trách nhau khi xa vắng nhau. Người yêu hỡi, có lúc trời làm cơn mưa rơi rơi rất lâu. Em giận hờn vu vơ thế thôi, em chỉ mong sao mưa ngừng rơi. Vì em biết sẽ chẳng thể nào cách xa anh trong phút giây. Vì em biết ước muốn ngày mình có nhau vẫn luôn đồng đầy. Thôi thì mưa rơi rơi cứ rơi, em ngồi đây vẫn ôm giấc mơ về rất lâu. Giờ hôm sau khi mưa ngừng rơi, là em biết có anh trong đời. Nồng nàn anh yêu sẽ tới ấm trong vòng tay, ôi sao thiết tha. Người yêu hỡi, có lúc mình hờn trách nhau khi xa vắng nhau. Người yêu hỡi, có lúc trời làm cơn mưa rơi rơi rất lâu. Em dần hờn vu vơ thế thôi, em chỉ mong sao mưa ngừng rơi. Vì em biết sẽ chẳng thể nào cách xa anh trong phút giây. Vì em biết ước muốn ngày mình có nhau vẫn luôn đồng đầy. Thôi thì mưa rơi rơi cứ rơi, em ngồi đây vẫn ôm giấc mơ về anh. Người yêu hỡi, có lúc mình hờn trách nhau khi xa vắng nhau. Người yêu hỡi, có lúc trời làm cơn mưa rơi rơi rất lâu. Em giận hờn vu vơ thế thôi, em chỉ mong sao mưa ngừng rơi. Vì em biết sẽ chẳng thể nào cách xa anh trong phút giây. Vì em biết ước muốn ngày mình có nhau vẫn luôn đồng đầy. Thôi thì mưa rơi rơi cứ rơi, em ngồi đây vẫn ôm giấc mơ về ơi. Ừ. Đây, 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 đây. Người ta nói là thất tình mới có động lực, bởi vậy ông mới làm dữ quá. Ê, ông mà thất tình dài dài, tao với mày đỡ biết mấy. Làm đi mày. Làm việc đi. Rồi Tự đóng đó nữa kìa. Hai Ký, anh đang làm gì đó? Rồi Ba Ký, em phụ anh nha. Rồi Hai Ký, bộ hai con mắt không có gắn lên mặt hay sao á mà không thấy? Mấy bữa nay sao không thấy qua bên em thu giả lon vậy? Bởi giấc mới bên em luôn hả? Mấy bữa nay bận, để anh lát kêu thằng này nó qua nó thu. Anh làm ghiếc không mệt hả? Về đi cà phê với em nha. Nói hoài ngứa lỗ tai quá, đang buồn gần chết nè. Ăn uống cái gì? Uống cà phê hả? Kiếm chỗ nào uống mình đi. Trời đất ơi, sáng giờ chưa có cái niềm vui nào mở hàng đó. Mặc áo bà ba là cái bụng mà còn ở đó bày đặt chảnh. Thầy ghét. Làm đi. Cười gì mày? Hai chục ký, hai chục ký. Rồi, 15 ký.